Đó, nó cho rồi. Facebook khác. Đẹp quá. Đó, thấy không, đẹp không? Có phải không? Đó, phải có cách. Đúng rồi. Đẹp á. Giờ không có màu đen đúng không? Cái này nó làm trắng xanh. Hai chi nguyện ha. Hôm nay là ngày thứ hai thì mình sẽ qua phần marble. Lấy thêm lấy clear đi, nó đẹp. Hai bấm bấm. Quý vị à, hôm nay là ngày thứ hai thì mọi người sẽ đó, đẹp đó. Dạ, yeah, đẹp á. Marble mà. Đúng không? Đó, marble gọi là cứ đặt lên là nó sẽ đẹp. Chỗ kia trắng quá, cho thêm chút màu đi. Cái chỗ chính giữa đúng rồi. Nó phải bự vậy đúng không? Bự hơn đúng không? Giống như Vân nó có bự nhỏ luôn. Mà vậy là đấu ra thiếu chút xíu. Đó. Cái này thì nhiều quá. Cái này đó thì nhiều quá, cho thêm chút trắng vô. Còn cái này thì lấy trắng thêm nhiều chút xíu quá. Màu màu đen màu màu xanh nó đi đi ngang chút xíu nữa. Đó, cực kỳ đẹp nè. Thấy nó hài hòa không? Đúng không chị? Kéo màu qua, đi đi về về xong nó cái màu sắc của nó hài hòa hơn. Đó, đẹp quá, đúng rồi. Đúng rồi, giúp hai bên vô. Đúng rồi, dự xếp nè. Đẹp quá. Xuất sắc chị ơi. Đẹp không? Chị thấy thích không? Thích không? Đẹp hơn của thầy luôn rồi đó. Hả? Đẹp hơn thầy em càng khoái. Ủa sao đẹp hơn thầy vậy? Wow, đẹp quá ta. Đẹp ha. Bá này nè. Màu sắc đẹp lắm luôn á. Phối màu. Chị Thanh tới đâu rồi? Đó, đỡ hơn đó. Màu sắc lung linh hơn. Hả? Wow, marble khói hả? Chị làm hả? Đẹp á. Marble khói nè, đẹp á. Cái này là soft white chứ phải white không? Đó, white white. Cái đó white white. Đúng rồi, nó trắng hơn. Sao thấy nó soft quá rồi. Cái này soft white hay là white? Ờ, chắc white, chắc soft white á. Đúng rồi. Lát em lấy cho. Đẹp quá ta, phối màu đẹp ha. Hay thu ngô. Đó, đây cũng là một cái dạng marble đó. Phối màu đẹp. Cái này là thích hợp cho gì ta? Hình như July 4 đúng không? July 4 ha, đúng không? Màu này chơi July 4 nè. Sắp white. Đi kêu chú lấy cái hũ white. Kêu chú lấy dùng cái hũ white á. Hello Hải Nguyễn. Hello Tina Su. Xong chưa? Mà bồ tới đâu rồi? Vẫn không ra cô ơi. Vẫn không ra đúng không? Nó còn bị nhòe đúng không? Dạ. Cho nó khi mà vuốt nè, sắc sắc giống vậy nè,
Bây giờ khi mà mình có sắc rồi thì mình sẽ làm sao những cái đường của mình đó, nó sẽ dễ hơn ha. Chị đâu? Wow, đẹp quá ta. Chị, cái này đẹp sao chị mất ủ vậy? À, dạ em bị lỗi. hai Hải Nguyễn Liquid EMI cái lông size chưa về nha. Cái lông size chưa có, khi nào có em đăng lên nha mấy anh chị. Trắng này. EMI là chắc khoảng là 3 tuần nữa thì mình sẽ có hàng trở lại nha mấy anh chị ha. Hai chị Trang Lê. Đúng rồi. Đẹp quá chị, cái ngón đó đẹp lắm luôn á. Chị thấy mấy cái đường nét nè. Thấy không? Chị cắt hai bên cho em đi chị, lấy cái cọt cắt hai bên không? Ừ, cắt hai bên không cho nó bị mất shape nha. Đó. Quá đẹp luôn. Coi. Wow. Quẩy xong lấy này qua nhiều chút xíu. Đúng không? Qua này xíu. Ừ. Còn nếu mà mình để vậy nó giống như bụng sâu á, ngấn á. Nó kiểu gồ lắm. À có nha Hải Nguyễn, có nha chị, có cỏ số 16 nha chị ơi. Cỏ số 12, 14, 16 luôn, có cỏ xanh, có cỏ cho mix liquid luôn. Đây đẹp quá. Hôm nay là mình đang marble. Mình tập chút xíu marble nha, xong mình đi về lại cái phần của mình ha. Mình tập chút xíu marble nha, xong mình tập lại nha mấy chị ha. Tập lại âm rầy thì mình tập chút xíu âm rầy là mình sẽ lấy lên đây rồi đó, là mình sẽ bắt đầu là mình đi chạy máy Kiriko. Em sẽ chỉ cho chạy máy Kiriko luôn ha, thì mình sẽ đắp lên sau đó là mình sẽ tập chạy. Trời bé giỏi quá, bé cơ bản chưa biết cầm cọ của cô nè, à, không biết cầm cọ cơ bản đó em, nhìn không biết cầm cọ cơ bản. Nhớ hoài luôn á. Đẹp quá luôn á. Chưa bao giờ làm. Hello Hami. Hả? So cute, rất là đẹp ha. Thì bây giờ là mình đang marble đẹp ở đó, cắt bột hai bên đi, cắt qua hai bên. Tại này thấy không? Mấy cái đường gân đẹp không? Đường nét rất là đẹp, em cắt hai bên cho nó đừng mực xếp thôi. Khi nào hết cái boy á thì mình gỡ lại lấy nha. Uh-huh. Đây. Cắt xuống cho nó đừng mực xếp nha. Đi nè. Đi từ từ thôi, mình lấy ba màu. Để vô đây. Đúng rồi em. Lấy nhiều chút, tại mình lấy cục bự luôn cho nó xuống dưới luôn. Xấu à? Xấu quá, bỏ đi làm mới. Đó, mình đang tập mà, đúng không? Tập xong mà tay nó quen thì nó sẽ làm được thôi. Đó. Bé, trở về đất liền chưa? Đẹp quá, đẹp lắm luôn á. Bé làm rất là đẹp luôn. Đâu chị của chị đâu? Wow, âm rầy đẹp quá ta. Ồ, trên màn hình đẹp quá vậy. Trên màn hình nó đẹp hơn ngoài là sao? Đó. Vậy là sống ảo đúng không? Đắp đẹp quá chị ơi. Thấy ngoài là chưa vừa ý lắm mà vô trong hình nó quá đẹp luôn á. Đùa mọi người chơi ha. Dạ, yeah. Giờ chị giúp âm rầy cho em coi ha. Ở đây là bây giờ là có 18 anh chị đang coi chị đó. Chọc giỡn thôi, giỡn thôi, giỡn thôi. Dạ, yeah. Bây giờ là chị làm marble cho mấy anh chị xem thử. Bây giờ là mình đang tập thôi mà, có sao đâu, đúng không? Đó, mới bắt đầu mà thì phải có bắt đầu chứ. Hello Vinny, hai em khỏe không? Hai Huyền Nguyễn. Hôm nay là ngày thứ hai ha, mấy chị bắt đầu qua marble, sau đó là mình sẽ qua phần cắt bột luôn. Ngày mai nữa là mình sẽ thực hành lấy xếp lại nha. Ngày mai là mình áp dụng những cái môn học này sau đó lên cái tay ha. Rồi chị tới đâu rồi? Nếu mà bột nước mà nó dơ mình lấy bột nước mới nha, để khi mà mình lấy bột á lấy được cho nó nhiều. Thấy dễ không chị? Dễ ha. Marble đặt lên là đúng không? Yeah. Đặt lên là trúng. Đó, lớp mình là đang thực hành cho cái phần marble nha mấy anh chị. Wow, đẹp quá chị.
khi mà mình vuốt đẹp rồi là mình không vuốt nữa nha. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Lên lấy thêm liquid chị. Lấy thêm liquid đổ rửa cái ly cái đã. Đó đẹp. Đúng rồi. Nhớ giữ xếp nha chị, đẹp quá. Đâu, wow, phối màu khá là đẹp luôn. Đẹp quá ta. Đẹp ha. Đó, marble rất là đẹp nha mấy anh chị, đang đang nhưng mà rất là nét luôn. Thấy không? Nhìn trên màn hình nè, rất là đẹp luôn á. Cái này phối màu thêm đi chung xanh đen á. Yeah. Quá đẹp luôn, cái màu đẹp lắm luôn á. Cái này mà thêm chút xíu kim tuyến hay là cái phôi kim tuyến lên á, nó đẹp lắm. Tại vì những cái đường gân ở đây này rất là đẹp luôn, nổi bật. Đúng rồi, gọi bỏ cái gu mà miếng nhịn nhịn á, xong lên theo những cái đường này nè mấy anh chị thấy không, cái nét rất là đẹp luôn. Đẹp hơn ông thầy luôn mà. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Có không, trên của thầy có. Yeah. Trên bàn thì thầy có. Đẹp quá. Để lại đi. Đó, đây là em làm ngón nào cũng rất là đẹp, phối màu rất là đẹp luôn. Đó, còn chị sắp thành công rồi chị, cố lên, cố lên. Sẽ lên như là cố. Hả? Hello. Wow, đẹp quá ta. Đi sống này lắm, mình đi âm rầy ha. Xong mình lấy lại cái xếp nha. Càng nhanh càng tốt ha. Đây ha, đây là cô làm. Đẹp quá. Về có làm khách không? Cái này có làm khách không? Chưa cô ơi. Chưa hả? Chưa bao giờ làm. Chưa bao giờ làm hết hả? Bữa nay ngày đầu tiên được học thầy Sang với cô Christine Lâm. Quá là hạnh phúc. Đẹp quá chị ơi. Yeah. Anh chị nào muốn nâng cao tay nghề. Thank you cô nhiều. Thank you cô nhiều. Cô quậy marble đẹp quá. Này thiệt sự nhiều khi nói cô có khiếu á. Trời ơi cô ơi, không có, không có khiếu đâu. Học rung muốn chết nha. Nhưng mà em thấy đẹp lắm luôn á chị. Yeah. Đẹp lắm luôn á cô. Giống như cách là mình biết ở đâu để đặt cho nó đúng á. Đó. Quá đẹp nè. Nổi luôn. Thank you cô. Đó này mình thấy mấy cái đường gân nè mấy anh chị ha. Khi mà mình đi nè, những cái nét tự nhiên như vậy á thì mình sẽ ra marble. Thì cái marble á, trong cái marble là mình không có một cái hình dáng nào nhất định hết á mấy anh chị. Nhưng mà quan trọng khi mà mình đi nè, những cái đường nét nhỏ nhỏ vậy nè, nó tự nhiên mà nó không bị nhòe á là nó sẽ đẹp nha mấy anh chị ha. Thì trong cái marble này mấy anh chị muốn thêm kim tuyến hay là những cái design khác vô đều được hết. Đó, đây là một cái marble nha mấy anh chị ha. Tùy theo là mình chọn phối màu thôi. Các bạn mà đang xem live á, cố gắng đi học nha. Mình là 60 tuổi rồi đó, mình vẫn đi học đó. Đây, cho nhìn cô chân dung 60 tuổi nha. Trong lớp học à, hôm nay là rất là vinh dự vì cô 60 tuổi mà vẫn cố gắng là tham gia lớp học của Sang Phao và Christine nha. Đây, đây là một cô, hôm nay là mình sẽ là đắp bột. Đó, giờ mình tự tin hơn cho cục bột đúng không? Vuốt đẹp rồi đó, bây giờ là cô vuốt đẹp rồi đó. Đúng rồi, thấy không? Đó, chỗ này nó dày mình phơi nhiều đó. Đó, thấy không? Nó đẹp không? Bây giờ mình không đụng ở giữa nữa nha, bắt đầu mình đây ha, thứ hai bên là vuốt một cục bột nè. Thì hôm nay là bây giờ là tay vuốt mình đã nhanh hơn và mình quen hơn và mình đều hơn, tức là không thiên vị nữa đó. Đây rất là đẹp luôn mấy anh chị ha. Thì ở đây thì lớp mình là từ cơ bản tới nâng cao, mấy anh chị này là cơ bản nha mấy anh chị. Có go flex, có cái muốn cái hộp go 4 đồng á. Wow, đẹp quá ta. Hả? Cái sắp hoài với lại cái đúng rồi, mấy màu ở đây, mấy màu, hai màu đẹp á, quá đẹp luôn nè, đẹp lắm luôn á. Lát làm cái hoàn chỉnh để kim tuyến rồi vô đi lên trên á, lấy cái gold foil á, xong rồi làm hai ngón thôi, xong mình qua kia luôn, mình qua đắp lại cái ombre xong lên cái tay á, đẹp lắm luôn mọi người. Sao rồi cưng, thành công chưa? Làm màu khác đi cưng, làm màu khác đi. Ừ, giờ mình làm màu khác nha. Thầy cho em mở cẩn thận không thầy? Có, lên trên đó lấy một chút xíu.
lên lấy xuống. Đó, màu rất là đẹp. Ăn tiền chưa cô? Rồi, ăn tiền rồi. Vút như vậy là ăn tiền rồi em. Hả? Cái ma bồ không có một cái hình dáng nào nhất định. Nè, giống như cái này là ăn tiền nè, thấy chưa? Sau đó là mình cho thêm cái kim tuyến hay gì đó. Tại vì những cái nét này nè, chủ yếu là những cái nét rõ bật. Vậy khi mà cái nét đẹp rồi là mình không có quậy thêm nữa. Mình không có quậy thêm nữa nha. Khi mà cái nét đẹp rồi không có vuốt trên mặt móng. Marble là mình không có vuốt trên mặt. Mình chỉ có cắt hai bên và mình đẩy nó lên. Hả? Cái này là nó không có, marble không có gọi là sai. Tại cái nét của đi của chị vẫn rất là rõ ràng. Nhưng mà có cái là cái đường nét nó bự. Không phải, tại vì giống như là mình lấy cái màu đậm nó nhiều hơn. Lấy cái màu đậm hơn nhiều á. Đó, là mình đi chay nail. Có không? Lấy được cái đó không? Lấy được cái kim tuyến đó không? Đó, màu ha, đây là cái marble nha mấy anh chị ha. Đây. Đây là những cái mẫu marble học trong lớp hôm nay, rất là đơn giản, gồm có chay nail, phối màu, marble khói nha mấy anh chị. Đây là những cái marble rất là cơ bản và rất là áp dụng trong cái nail của mình. Tại vì nhiều khi có này có kia hai ngón marble đúng không? Thêm hai ngón kim tuyến là nó đã đẹp rồi. Nên là cái marble làm bằng bột nó sẽ khác marble làm bằng treo nha mấy anh chị ha. Đó đẹp quá, đúng rồi, đẹp á. Dạ, vuốt được cục bột đó, mừng quá. Bây giờ mình đi vuốt nhiều nhiều đi ombre nha. Bây giờ là tự tin đi ombre nha, vuốt được bột rồi đó, mừng dễ sợ. Đó đẹp á, chay nail đẹp á. Đó, chay nail ra rồi đó. Nhìn còn bán lên mây. Hử? Tại marble đâu có hình dáng nhất định đâu đúng không? Yeah. Giống như mình đi mua gạch cũng vậy nè, có này có kia, có đậm có nhạt. Mình đi từ từ mỏng thôi nha. Đó, giờ em vuốt cô coi nè. Bé xong rồi, bây giờ mình đi đắp bột nha cưng. Em đi marble đẹp lắm rồi đó. Qua đắp bột ombre hả chị? Qua đắp ombre xong á lên tay. Tại vì đập em là đậu rồi. Marble của em đậu rồi. Ừ. Tức là em lấy cái màu trắng đi ngang cái màu đen, đúng không? Thì nó sẽ ra cái màu khác. Nên mình kéo từ cái màu trắng đi qua cái màu đậm, đúng không? Đó. Chứ em kéo từ màu đậm ra xuống màu trắng che hết sao? Giờ cô đắp nhiều nhiều nha. Xong rồi đó mình đi ombre. Mình đi ombre. Mình đắp cỡ 20 móng á. Có chay nail. Đó, ra chay nail đó. Phối màu đẹp quá. Đẹp quá. Marble đậu rồi. Marble đậu rồi. Đây, marble đậu rồi. Xong rồi đó, lát đó mình chụp hình để. Mấy anh chị làm xong á, mình chụp hình để vào group nha. Để vào group á. Xong rồi mai mốt mình nắm được đó, đẹp quá. Đúng rồi, rất đẹp luôn. Đẹp hơn thầy đó. Đẹp quá chị ơi. Thiết màu trắng khúc này cũng được. Không, nếu mà mình lấy cái màu đi về, lấy nhiều chút xíu qua là ok đó. Đó, đẹp quá nè. Tiến bộ nè.
thêm chút xíu màu trắng dưới chỗ màu xanh, vuốt cho nó mỏng xuống. Đúng rồi, cái chỗ này nè, ừ, đè nó mỏng xuống. Ừ, đúng rồi, cái chỗ nào mà nó không đẹp á, mình đè cho nó mỏng xuống, sau đó mình lấy thêm chút xíu, mình lại đi lại. Được rồi, được rồi, sống mình đi lại nè. Nên tại sao là khi mà làm marble á, mình đi mỏng thôi. Nhiều khi mình thêm này thêm kia vô được. Đúng rồi. Hả? Ăn lại là chua lại pho hả? Đẹp lắm. Đúng rồi. Kéo qua. Rồi. Ừ, cắt xuống, đừng rút vô, cắt xuống. Đúng rồi, cắt xuống cho nó đừng mất xếp. Đẹp rồi đó. Đó, thấy không? Ừ. Đó, đẹp đó, đúng rồi. Nhớ giữ hai bên xếp, nhớ cắt nha. Cái chỗ này là phải cắt cho nó gọn vô. Để lát á, mình gì á, mình đắp bột clear lên. Đó, đẹp đó. Quá xuất sắc. Anh chị nào mà được marble rồi mình qua cái khác nha. Mình qua cái khác. Marble xong rồi đó mình biết cách rồi, xong rồi mình về nhà mình tập nhiều nhiều vô. Tại cái này nó dễ, mình bày cái bột lên trên bàn của mình khi nào rảnh á là mình tập phối màu nè, tập đi nè, đúng không? Sau đó mình lấy sẵn cây sample đó mình cho khách coi luôn. Người ta nói rồi mà. Marble không có hình dạng nhất định, đúng không? Nhiều khách, nhiều khi mình làm nét quá mà khách nó không chịu, mới sợ chứ. Đúng rồi, thích mờ mờ ảo ảo á. Đẹp quá, đúng rồi. Cái này là mình chưa có để kim tuyến hay bất cứ gì vô ha. Cái này nếu mà mình để vô là đẹp đúng không? Đó, đẹp quá. Wow, màu đỏ trắng nè. Sao chị? Thấy sao? Đắp dạo này quậy marble. Sao chị? Ok. Lấy nhiều chút chị, đi đi lấy nhiều chút bột nữa, ít quá. Chưa đủ. Ô, làm xong làm một ngón lên tay này đi. Tháo ra đi lấy cái móng kia nó xong đi quậy marble lên móng tay luôn. Đúng không? Đẹp quá, giữ mấy này nha. Đẹp quá. Đó, đẹp dễ sợ. Hai màu này công nhận đẹp ha. Cái này đi mà nó sắc sảo dễ sợ luôn á nè. Wow, nhìn nè, sắc sảo lắm luôn á. Nhìn thấy cái nét không? Nhìn cái nét design không? Những cái này nè, rất là đẹp luôn á. Đẹp quá mọi người ơi, rất là thích luôn. Đây, quậy đẹp lắm luôn nè. Wow. Quậy quá đẹp luôn mọi người. Giờ là về là, cái này là tự tin marble đó. Quá đẹp luôn rồi. À, marble nó là ra cái dạng vậy. Món này đẹp lắm luôn mà. Thấy không? Những cái nét rất là đẹp luôn. Nhìn nè. Thấy chưa? Chỗ ngoài nó nhìn xấu quá. Hả? Cái này sơn thấp khốt rồi lên nữa là đẹp luôn á. Cái này là chuẩn á. Ừ. Như âm rầy nè. Đẹp ha. Đó. Trên hình mình quá đẹp luôn nè. Âm rầy nè. Đẹp. Bây giờ mình thực hành trên cái tay giả đi. Bây giờ chị đắp âm rầy xong rồi đắp marble lên. Tắp marble lên, gắn lên đi, xong đi marble lên. Học xong tại chờ bạn xong á, mình qua phần cắt bột luôn. Đừng bỏ nha, lát cho cô đây mấy anh chị ha. Ồ, đẹp quá. Rất là dễ thương và rất là đẹp nè. Ồ, nét đẹp quá. Chụp tấm hình. Thank you Richard, thank you em. Mọi người làm rất là xuất sắc, đúng rồi. Mọi người làm rất là đẹp luôn. Wow.
thấy em làm mà mê luôn á. Nhiều khi thầy làm còn chưa thấy mê nữa. Không, đẹp thiệt. Nhìn nhìn sao á. Wow. Nhìn hoài luôn. Nhìn trên này quá đẹp luôn mọi người ơi. Đây ha, bây giờ là chị sẽ quẹt một ngón lên trên này. Đó, ồ đẩy cuticle quá xuất sắc luôn. Thank you em. Đó, mình qua bên này ha, mình sẽ quay này. Bây giờ là bạn sẽ đi marble cho mình xem ha. Rất là đẹp luôn anh chị. Wow. Xưa có làm qua marble chưa chị? Dạ, có nhưng mà còn là học lớn trên mạng không mà không có biết được cách thức á, khi mình chỉ quậy hay mình dòm hay là mình làm. Mà hôm nay thấy sao? Thấy nó cũng khác hơn. Hôm nay thấy nó làm sắc sảo hơn đúng không? Ừ. Tự tin hơn luôn á. Biết là của mình ra marble đó. Mấy bữa như thầy nói trộn hồ. Chuẩn hồ. Hôm nay là khác rồi đó. Hôm nay là làm quá xuất sắc. Bây giờ giữ xếp hai bên nha. À, chỗ này nè, đúng rồi, giữ cho nó xếp. Lát nữa là mình sẽ cover là mình cover là những cái kim tuyến của mình lên ha. Màu trắng, màu trắng. Đổ đổ cái hũ nhỏ vô cái shop white đi, xong rồi đó lấy màu trắng riêng ra. Đó, quậy thêm cái ha. Wow, rất là đẹp. Cái này là mình đi ba màu đúng không? Mình đi clear đỏ với đen. Wow. Cả nhà ơi, giúp mình xin share nha. Anh chị nào mà mình chưa đăng ký và mình chưa tự tin với những cái môn từ shape, ombre tới marble hay cắt bột thì anh chị có thể là đăng ký lớp qua số phone là 714-804-8688 nha. Sẽ do Christine và Sang Phan sẽ chia sẻ với anh chị là những cái kinh nghiệm rất là cơ bản để mà mình làm một cái design. Đẹp quá. Thank you, thank you. Đâu? Đó. Được không cưng? Đó, đẹp quá. Cố lên. Đẹp hơn hồi hồi sáng tấm hình đó ha. Đúng không? Đây, đẹp nè. Quá đẹp luôn. Cố lên, cố lên. Đi xong mình đi âm rầy nha. Đi xong cái là mình đi âm rầy nha. Đây, cơ bản như mày nhảy qua cô. Bây giờ quá đẹp quá. Giờ không biết cái ai là cơ bản, ai là nâng cao luôn rồi đó. Ít ra là biết biết cách điều khiển cục bồ rồi chứ hồi sáng là không biết gì nữa. Vậy hả? Bây giờ ok chưa? Quậy mơ bồ đẹp rồi đó. Đó đó. Uh-huh. Chưa có đắp bột. Chưa đắp bột hả? Chưa đắp bột bao giờ. Chưa đắp bột mà quậy mơ bồ đẹp như vậy. Hồi xưa có quậy đại không? Có trộn hồ. Trộn hồ. Đắp bột được chưa? Thấy sao? Đắp bột thấy sao? Ừ, bỏ đi. Dính này bỏ quá khác. Đẹp quá chị. Xếp được, xếp, xếp cho nó đẹp đi. Xong rồi chụp bài để lên group nè. Đó, mình đã xong cái marble. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua phần cắt bột nha.
này đẹp quá ta. Mình làm mình nhớ giữ xếp nha, để mình cover cái crystal clear vô nữa. Ok, Christine đã chia sẻ với mọi người các học viên khi mà mình tham gia cái lớp học, thì hôm nay là ngày thứ hai nha. Thì Christine chia sẻ là học sinh đang thực hành về đang thực tập về những cái marble. Thì ở trong marble của mình á là gồm có cách phối màu này, mình làm marble khói nè, tray nail nè, hay là những cái cách để khi mà anh chị mà mình làm á, mình rất là dễ dàng trong những cái thao tác mà mình làm marble. Thì anh chị nào mà mình chưa tự tin với những cái kỹ thuật từ shape tới upgrade tới marble thì anh chị có thể là đăng ký lớp tiếp theo của mình vào Garden Row vào tháng 11, ngày 1, ngày 2, ngày 3 nha mấy anh chị. Và tuần sau nữa là ngày 18, 19, 20 tại Sacramento thì Christine và Sang Phan sẽ có một lớp từ cơ bản tới nâng cao nha mấy anh chị. Anh chị nào mà chưa có đăng ký là mình có thể đăng ký liền, tại vì lớp hình như là chỉ còn có 3 chỗ thôi, là mình sẽ full chỗ nha cho lớp Sacramento. Thì hẹn gặp lại anh chị trong tại Garden Row vào tháng 11, ngày 1, ngày 2, ngày 3. Và Garden Row vào tháng 12 là 6, 7, 8 nha mấy anh chị. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái buổi live của Christine. Thank you và hẹn gặp lại mọi người.